xa quê cũng một thời gian dài. Năm hết Tết đến mới có dịp được về thăm ông bà, bố mẹ, người thân, vân vân, mãi chưa biết mua gì làm quà, thì được một người bạn tư vấn cho một thứ mà ông bà nào cũng thích, lúc nào cũng mang bên mình từ sáng tới khuya. Đúng là một món quà vô giá, một người bạn không thể thiếu tuổi trung niên. Hôm nay review cho mọi người tham khảo, nếu có nhu cầu thì liên hệ ngay nhé. Đài radio NNS8109BT được nhập khẩu bởi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Anh Trang, đơn vị nhập khẩu loa đài radio chính hãng hàng đầu tại Việt Nam. Với thiết kế nhỏ gọn, cổ điển, với 3 màu sắc khác nhau, chất liệu nhựa cứng, tay sách tiện lợi giúp cho người dùng có thể trang trí trong nhà hoặc mang bên mình đi đâu tùy thích. Đài bắt sóng tốt các kênh sóng từ trung ương tới địa phương qua dải tần số FM, AM, SV kép, với nhiều thông tin thời sự, chính trị nóng hổi được cập nhật chính xác, liên tục. Các chương trình tư vấn sức khỏe, giao lưu kết bạn bốn phương, các tin tức thể thao, thời tiết được phát sóng với nhiều khung giờ hàng ngày. Ngoài ra, chiếc đài còn có thể kết nối Bluetooth, USB, thẻ nhớ giúp các bạn có thể nghe nhạc với các bài hát tùy thích. Đặc biệt, trong đài còn có sẵn pin khô giúp bạn có thể sử dụng trong nhiều giờ, và bạn chỉ cần sạc trong một thời gian ngắn là có thể sử dụng được. Ngoài ra, bạn có thể lắp hai cục pin đại dự phòng khi đi xa hoặc không thể sạc cho em nó. Nhân dịp năm mới 2023, công ty chúng tôi có chương trình giảm giá chỉ còn 469.000, miễn phí giao hàng toàn quốc, bảo hành 1 năm, một đổi một trong vòng 30 ngày. Công ty chúng tôi tự tin là đơn vị cung cấp các sản phẩm đài radio hàng đầu trên thị trường hiện nay. Hãy nhanh tay đặt hàng ngay hôm nay để sở hữu chiếc đài vô cùng tiện lợi, một người bạn không thể thiếu của tuổi trung niên, một món quà vô giá để dành tặng cho ông bà, cha mẹ.